Oh, cargo fee, cargo fee, cargo fee, cargo fee. Đem con to. Con nào to to mới béo tí. Con này vừa chết không đấy. Đây, con này có được. Con đấy được đấy, lấy luôn. Chị lấy cái gì nữa? Cái chết á, chặn con to to cho chị tí. Bé nhá, lấy không? Bởi vì thả nó không có gì ăn ấy. Với lại 35.000 nữa là vào 115. Cái cá rô phi bao nhiêu? Cá rô phi 35. Em mua ở dưới kia lên hay tháo không? Em tháo ao mà. Đây con này lên này. Đừng quay coi nhé. Đi cho nó được 4-5 con được, mỗi 2-4 con thôi mà. Hả? Hả? Đi à, đúng rồi, nó sẽ quyền này. Đi ăn kia luôn á. Hả? Dạ, nó bạn à. Có phải nó rồi mà sao thì dám thế? Lì lắm rồi à? Đi coi nhà đảo rồi. Anh lấy nước mà nè. Đấy đấy. Đây là có một con đấy đấy. Để con này nó đầu to. Đầu to. Đấy là có một con. Thế thêm một con nó đủ cân nhỉ. Bất kỳ cá gì cũng được trong. Trong. Ui, chép đầu to để bắt một cá rô phi đi. Hả? Rô phi cân 35 thôi. Đấy cái thả sao? Cho anh một cái túi, nó nhảy chạy ra ngoài, nó vượt bé nhỉ, vượt bé mà, vượt bé, vượt bán đâu, vượt bán bằng cái phi đó mà, vượt bé, 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 vượ
ba cân mấy à? Ừ, 3 cân 6, hơn 5 cân rồi. Cân này không cân được. Cân có được gần chục cân đô phi nữa. Con này con nấu vừa vượt tèo. Nghe tèo chứ? Cơn trăm. Cá này không kiểu là cá ta, không nuôi cá không nữa. Cái thả ao tự nhiên nó lớn, đầu thì to, thân thì bé. Một con nữa à? Ờ. Biết nó ở đâu rồi? Nó thử vậy. 90.000 cân mấy cân tô phi đi. Tao mới lấy cá kia nhà nó đắt quá. Ui, cái tên này. Thôi tao vẫn còn lấy cá tô phi mà. Để tao đi tập kia. Tao lên ăn, tao có lấy đi. Lấy đâu? Lấy
là tao ấy luôn. Ao có đầy được bao bây giờ cũng có được đấy. Đủ bên. Tôi đâu lên đếm mà. Hả? Tôi lên đếm. Tôi lên đếm. Đấy cái con nha. Đếm con cá không mà lên đếm. Đấy tí à. Đấy là kẻ ơi đấy. Làm này bán rẻ chứ. Con dưới đi. Tổng, em tổ hết cho anh là 35 rồi đấy. Thế được 2 cân. Vâng, đất tay của em anh. Bán rẻ đi với hộ nhau được chứ. Có. Của tao đâu? Cái này 70, còn cái kia là của anh hết rồi. Cái này 70. Đấy, cái này 35. Hôm nay mày không 2 cân cho 70. Ờ. 2 cân 40.000 thôi. Hôm nay mày không bạn tao là 70 là phải 60. Tao tiền em ơi. Anh hết 200 em. Rồi, bu lại tiền thừa em. Đủ rồi. Một túi thôi, tham ít thôi. 180.000 thôi. Cái về đấy. Đó mà tao phải mua tiếp hết đây, cứ mua hết bà ấy rồi. Nó chuyển đến nó quay. Đó được mà. Em gửi cái cho anh đâu. Em gửi cái em lên trên nhà đi, xong là lên xe. Em gửi cái gùi đấy. Đi đi tao. Bỏ đây nhá. Không bướng rồi, đi đi. Cảm ơn. Bạn cơ à? Em cảm ơn đó. Các bạn vào nhà thì vẫn trong cơ mà. Được chưa? Có quán rồi. Quay về được chưa? Tôi nghĩ ra em bơi tầm một mình em này. Hả? Ừ. Tại vì giờ này chị cũng được vào, em vẫn khách như vậy kìa. Do lắm chị không được vào xem tên của em luôn. Căn này ngắn cho em được. Cá để em còn tán được gái nữa nhá. Lấy luôn để chị còn ăn cỗ. Không lấy được. Không lấy. Hình như nó chưa ly hôn nữa. Ừ. Thế cả hai đứa chơi xong thì... Tụi em bây giờ ly hôn đơn phương thôi. Tụi em bây giờ ly hôn đơn phương thôi. Chỉ cắt ra cao cho em tí. Cái đứa bây giờ hiện tại đang bên Malaysia. Cắt cái này đi một tí chứ. Dài quá rồi nhỉ. Dài đúng không? Em còn lâu lắm rồi, cắt cái đoạn trên. Khá lâu rồi, nhưng mà tháng này cũng cắt. Tháng này cũng cắt rồi nhưng mà... Đã như tỏa tóc rồi. Lo thời tiết rồi đấy. Em bảo là rồi trên kia các em thuê trên đấy. À, em thuê trên cửa cổ à? À. Tháng bao tiền em thuê đây? Ông ra ngoài ông thử cất một vài hôm xem cái nào. Tháng này hầu như ai cũng xuống luôn. Cao tí à? Đúng rồi đấy.
thấy họ để chen kinh quá, không thể nhân đi chen họ làm ấy. Mình chen nhưng mà bây giờ bảo làm một cái phần xấu gì đấy thì các kiểu thì rất là cũng mất đi. Các bạn nhận cái nhà mình ở trên đấy nhiều cũng nhiều cái đất nhưng mà bỏ hết rồi không hợp lại. Trên đấy bây giờ đi tìm măng được đấy nhỉ em nhỉ? Măng đây xin năm bao nhiêu nhỉ? Em không biết đấy. Gì sai? Gì tán mà không biết? Cái đợt vừa bắt đầu thì đi từ giữa thì nó giữ được. Chờ em tìm một mỏng đi. Cái mỏng nha. Chị lựa cho luôn để chị. Đánh ngang đi. Đấy. Em cứ đắp trang đi, cái trang chị vừa mua mà. Nhưng mà cái em phải vậy nữa. Em cứ đắp đi, cái trang chị vừa mua rồi đắp. Nó lạnh ấy. Em cứ xuống ra. Rồi, ok. Cứ ấm à. Lạnh thì chị không được lạnh mấy em ấy. Thế này có khi thả nó nắng vào không nhổ như kiểu cả cái kiểu cả lông lợn đấy. Đỡ phải cắt rồi. Em ra vụ nào cũng hợp. Không biết có cái loại vụ vụ nào mà vụ nó rụng hết một nửa tóc. Cái này rất tóc. Có người nhuộm nhiều quá nó bị rụng ấy. Với cả dùng cái loại màu mè nhiều ấy. Vâng, không bây giờ chỉ chút tâm lòng ăn thôi. Còn cái đấy con cần nữa nè. Quan trọng bề ngoài nhé. Và thích làm đẹp rồi. Có thể mình không có nhiều tình cảm ấy. Nó tùy duyên mà. Duyên không đến thì chấp nhận thôi. Hôm nào mà đi được 4 bánh. Vậy em cứ chờ đi. Em mới lần tắm nó hay bị hai bên này nó bị chóc da lên này. Cao rồi. À, ừ, Huy, cao là 94, tên nó là cơ Huy á. Nó đi học là cao mà. Được rồi. Cuốn đó, em là cái giấy phát tập. Em xin mẹ. Cảm giác gội đầu thế thì phước hơn gửi nhà thật. Vài cái. Đúng rồi, chuẩn luôn. Mình ở đây gội lâu nhưng mà nó sẽ được lâu nó phải hơn. Khói thì có đều rồi. Thank you.
lấy cho một cân thịt chết đấy. Lấy cho. Cái nước giặt hay nước xả đây? Nước giặt. Nước giặt. Cho tao một cái mặt cho tao ra là tốt. Thôi đâu, như thế.